Thời gian qua, thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19, trong đó có những quy định chặt chẽ về giữ khoảng cách giữa người với người, cũng như thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế. Vậy, các đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố đã triển khai tuân thủ những quy định trên trong duy trì công tác huấn luyện thời gian qua như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Trên thao trường Trung đoàn Bộ binh 971, việc duy trì khoảng cách tối thiểu và đeo khẩu trang trong quá trình huấn luyện đã trở nên quen thuộc với các chiến sĩ trong thời gian qua. Những yêu cầu đặc biệt này làm quá trình huấn luyện gặp nhiều khó khăn hơn so với các năm trước, nhưng cán bộ chiến sĩ luôn thể hiện quyết tâm cao để vừa hoàn thành được nhiệm vụ, vừa bảo vệ tốt sức khỏe trong mùa dịch bệnh. Trong quá trình học tập và sinh hoạt cũng thường xuyên được cán bộ nhắc nhở giãn cách 2 mét để phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi cũng rà soát, mở rộng và tăng thêm các điểm tập để tổ chức huấn luyện cho đảm bảo. Để thực hiện đúng các chỉ thị quy định của cấp trên trong phòng chống dịch, nhất là việc duy trì giãn cách giữa người với người, các đơn vị đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp phù hợp cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng về bài giảng. Cán bộ cấp trung đội còn bố trí vật chất huấn luyện, vị trí giảng đường, thao trường, đáp ứng với đội hình giãn cách. Việc tận dụng bóng mát, sử dụng loa trong quá trình lên lớp, đảm bảo chất lượng huấn luyện cho bộ đội cũng được các đơn vị chú trọng. Trung đoàn là chỉ đạo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID của trung đoàn là thường xuyên là phát thanh, tuyên truyền những cái thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như định hướng tư tưởng để nhằm kịp thời là động viên tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phòng chống dịch tốt, để huấn luyện tốt là mục tiêu quan trọng của bộ đội trong giai đoạn này. Song song với việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, các đơn vị đang tích cực bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ bằng cách đẩy mạnh công tác hậu cần, tăng gia sản xuất, đảm bảo chế độ dinh dưỡng để bộ đội có thể trạng tốt, yên tâm học tập, rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao.